Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giáo dục và đào tạo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Yên Mỹ. Huyện Văn Giang còn hàng trăm điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi. Nhiều hộ dân xã Trung Nghĩa chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Mỹ Hào, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giáo dục và đào tạo với cử tri các huyện Văn Lâm, Văn Giang và Mỹ Hào. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Tại hội nghị, cử tri huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào đã đưa ra ý kiến kiến nghị về một số vấn đề như mức lương của giáo viên, đặc biệt là giáo viên hợp đồng thấp, giáo viên mầm non, thời gian làm việc nhiều nhưng chưa có chế độ phụ cấp, vấn đề dạy thêm, học thêm không đúng quy định, những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện hợp nhất, sáp nhập trường học và chuyển đổi sang mô hình trường công lập tự chủ tài chính, tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở bậc học mầm non, tiểu học, cơ chế tuyển sinh của các trường ngoài công lập còn khó khăn. Cử tri cũng kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc ở một số nơi cơ sở vật chất giáo dục đang xuống cấp, thiếu phòng học, phải học nhờ, học tạm, lớp học sĩ số đông, thiết bị giáo dục lỗi thời, nhà vệ sinh bẩn, không đáp ứng được nhu cầu của học sinh. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác được đoàn tổng hợp và trình lên các cấp có thẩm quyền trả lời trong kỳ họp tới. Sáng nay, xã Nhân La, huyện Kim Động tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Quang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phó trưởng ban Ban Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Sau 8 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Nhân La đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%, 100% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được bê tông hóa theo tiêu chuẩn. Trường học 3 cấp, trạm y tế, nhà văn hóa, khu dân cư được đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, quần chúng của xã phát triển mạnh, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân La. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, xã Nhân La cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Sáng nay, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đã tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Làng nghề mộc mỹ nghệ xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào hiện có 7 trên 7 làng nghề với 1.700 hộ dân đang trực tiếp sản xuất, chiếm trên 54% số hộ trong xã. Trong đó, thôn Vân Dương có gần 430 hộ, thôn Hòa Đam gần 280 hộ và thôn Phúc Lai gần 140 hộ làm nghề. Trong năm 2018, doanh thu từ 7 làng nghề ước đạt trên 440 tỷ đồng, bằng 54% doanh thu của toàn xã. Thu nhập bình quân đầu người đối với hộ tham gia làm nghề mộc đạt xấp xỉ 100 triệu đồng một người một năm. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận Hòa Phong đạt chuẩn làng nghề, đồng thời ghi nhận biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Phong đã khắc phục mọi khó khăn, đưa đơn vị từ một xã nghèo trở thành xã khá bằng việc chỉ đạo nhân dân phát triển nghề mộc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, xã Hòa Phong tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm mộc mỹ nghệ, đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, mở rộng thị trường nội địa và thế giới, gắn sản xuất với công tác phát triển nhân lực tay nghề cao và hướng tới xây dựng làng nghề truyền thống bền vững, chú trọng phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch. Ngày 19 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh về kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Yên Mỹ, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của tỉnh làm trưởng đoàn. Đến kiểm tra trực tiếp
tại 4 xã là Yên Hòa, Yên Phú, Đồng Than và Thanh Long. Đây là những địa phương có số lợn nhiều của huyện cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi ở đây đang bị lơ là, buông lỏng. Hầu như các chốt kiểm dịch đã không còn hoạt động hoặc nếu có chỉ là hình thức đối phó. Việc vệ sinh khử trùng tiêu độc đều là do các hộ chăn nuôi lớn tự làm. Lãnh đạo huyện cũng thừa nhận thực tế này và cho rằng nguyên nhân chính là do bệnh dịch kéo dài khiến cho lực lượng phòng chống dịch bệnh mệt mỏi và thiếu kinh phí. Phát biểu sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang thẳng thắn phê bình Ban chỉ đạo huyện Yên Mỹ chưa sâu sát trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là việc làm vô cùng quan trọng, không chỉ tránh việc bệnh dịch lây lan thiệt hại cho các hộ chăn nuôi của huyện Yên Mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cả tỉnh. Vì vậy, đồng chí yêu cầu huyện phải chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc ngay sự chỉ đạo chung của tỉnh, tăng cường đôn đốc phân công các thành viên ban chỉ đạo và cơ quan chuyên môn thường xuyên đến kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện công tác phòng chống dịch. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch, nhưng rút gọn điều chỉnh vào những điểm cần thiết, điều tiết kinh phí hỗ trợ cho các xã. Công tác tiêu hủy phải đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn tiến hành đi kiểm tra đôn đốc ở các huyện khác, có kế hoạch cấp thêm thuốc khử trùng tiêu độc cho các địa phương, ưu tiên những ổ dịch còn nhiều lợn chưa nhiễm bệnh. Mặt khác, phải sâu sát và nghiêm túc trong kiểm tra xác định việc tiêu hủy, tránh gây lãng phí, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để các trang trại lợn chưa bị nhiễm bệnh tiêu thụ tốt sản phẩm. Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2019 cho các học viên là công chức phòng bổ trợ tư pháp, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện thành phố, trưởng các tổ chức hành nghề công chứng, đại diện các ngân hàng và quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các học viên đã được nghe các giảng viên của Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 102 của Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm, thông tư liên tịch số 09/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, giới thiệu kỹ năng cần lưu ý khi thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai, đồng thời thảo luận, trao đổi và giải đáp một số khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thực hiện, giúp các cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm nắm vững những kiến thức kỹ năng nghiệp vụ quản lý, giải quyết tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương đơn vị. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trên địa bàn huyện Văn Giang hiện vẫn tồn tại hàng trăm điểm vi phạm hành lang công trình thủy lợi làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Hiện toàn huyện vẫn còn hàng trăm điểm vi phạm cũ do chưa xử lý được hoặc xử lý không dứt điểm. Các điểm vi phạm này chủ yếu là xây, cơi nới, làm nhà trong hành lang sông Kim Sơn thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải, đoạn qua hai xã Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, trên kênh dẫn trạm bơm Văn Giang thuộc địa bàn xã Cửu Cao, trên sông Trục và các kênh tiêu, cửa cống đoạn qua xã Tân Tiến, sông Ngưu Giang qua xã Long Hưng, Tân Tiến, sông Đồng Quê qua xã Mễ Sở, hiện cũng vẫn tồn tại một số vi phạm như san lấp đất lấn chiếm dòng chảy, đang chắn lưới quây bắt cá bèo Tây, trồng cây trên mái kênh làm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy. Mùa mưa bão đang đến gần, huyện Văn Giang cần tăng cường công tác quản lý, có kế hoạch giải tỏa các vi phạm cũ và không để vi phạm mới phát sinh tại các công trình thủy lợi. Do chăn nuôi ngay trong khu dân cư lại không có biện pháp xử lý môi trường một cách triệt để, nên hầu hết hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là hệ thống kênh tiêu thoát nước chạy qua địa phận thôn Đào Đặng. Hệ thống thủy lợi này đã trở thành kênh chết từ lâu do rác thải và nước thải. Lúc nào nước kênh cũng đen kịt, nổi váng và bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Hiện nay là trong dân cư hẳn còn một số trang trại chăn nuôi mà thải nước thải ra khu vực dân cư thì bây giờ nó ô nhiễm môi trường lắm. Nó tháo ra như thế thì nó cũng ô nhiễm vào cây cối hoa màu mà nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Hiện toàn hệ thống thủy lợi gồm hệ thống sông Hòa Bình và các kênh tưới tiêu thoát nước chảy qua địa bàn xã Trung Nghĩa cũng đều đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do chất thải chăn nuôi được xả trực tiếp ra môi trường,
mặt khác là do một số người dân thiếu ý thức đã mang rác thải ra vứt xuống các kênh trục trên. Người ta ở đâu người ta cứ mang ra người ta vứt ở đây, chúng tớ cũng chả biết, mà chúng tớ ở gần đây là thấy nó không chịu nổi, nó quá thối mà quá nhiều luôn. Dân trên chăn nuôi thì cũng tương đối là đông, như cơ bản là cái nguồn thải là không có. Dân cũng kém ý thức cho nên là một số nhà tự động như vậy là đem ra sông ra ngoài vứt xuống, cho nên là nó ô nhiễm môi trường. Chung, nói chung là đủ các loại, các bao bì là thì lợn gà rồi thì các thứ là linh tinh này, là người ta cứ tiện đường là người ta cứ lép xuống sông thôi. Thì không có nước ở đâu thì đành cứ ở nước ở sông ngòi bẩn này bê lên trên đồng để cấy lúa cấy má, thì xong là dân lại cứ nước bẩn thế cũng vẫn phải chấp nhận, chứ bây giờ cũng không có nước ở đâu cả. Hiện toàn xã Trung Nghĩa có trên 110 hộ chăn nuôi lợn, với tổng số gần 6.000 con thì chỉ có 4 hộ chăn nuôi ra xa khu dân cư, còn lại là trên 90% số hộ chăn nuôi ngay trong khu dân cư. Ngoài ra còn nhiều hộ khác cũng chăn nuôi gia cầm tại hộ gia đình. Điều đáng nói là hầu hết các hộ chăn nuôi trên đều chưa có các biện pháp xử lý chất thải một cách triệt để mà xả trực tiếp ra hệ thống thủy lợi. Nhất là hiện nay, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên địa bàn xã và đang có diễn biến hết sức phức tạp. Nếu không có biện pháp xử lý tốt thì đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng lây lan và bùng phát dịch bệnh, làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, sức khỏe và gây thiệt hại về kinh tế cho chính người chăn nuôi. Thiết nghĩ để giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và để đảm bảo môi trường sống cho người dân, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có các biện pháp quy hoạch chuồng trại chăn nuôi ra xa khu dân cư. Mặt khác, người chăn nuôi cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống cho chính bản thân gia đình và cho cộng đồng. Năm 2018, trường Trung học phổ thông Kim Động được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ xây dựng thư viện trường đạt chuẩn với kinh phí 4,7 tỷ đồng. Sau khi thư viện được đưa vào sử dụng, đã trở thành điểm đến yêu thích của các em học sinh, qua đó góp phần hình thành thói quen đọc sách trong học đường. Thư viện trường Trung học phổ thông Kim Động có diện tích trên 300 m², được trang bị đầy đủ hệ thống tủ đựng sách báo, bàn ghế và các trang thiết bị phụ trợ phục vụ việc đọc sách báo của học sinh. Hiện thư viện có khoảng 15.000 đầu sách báo và truyện ở nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của hàng trăm lượt bạn đọc mỗi ngày. Với cơ sở vật chất khang trang và các loại sách phong phú, vì thế thư viện thu hút đông học sinh trong trường đến đọc sách vào giờ ra chơi vào buổi chiều khi được nghỉ học. Nhà trường luôn tạo điều kiện và khuyến khích học sinh đến thư viện tìm đọc sách để mở mang kiến thức, phục vụ cho học tập. Trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ học sinh sinh viên không mặn mà với đọc sách, thì thư viện như ở trường Trung học phổ thông Kim Động là một giải pháp tốt để khuyến khích phong trào đọc sách, xây dựng thói quen tự đọc, tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Hưởng ứng kỷ niệm 5 năm Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Thư viện thành phố Hưng Yên đã tổ chức ngày hội đọc sách cho trẻ em. Ngày hội có sự tham gia của hơn 50 bạn nhỏ đến từ trường mầm non Phố Hiến, trường mầm non Họa Mi trên địa bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên các bạn nhỏ được đến và trải nghiệm tại thư viện. Tại ngày hội, các bạn nhỏ đã được nghe các cô giáo đọc sách, thi trả lời câu hỏi những điều có trong sách vừa được nghe và tham gia nhiều trò chơi lý thú. Thông qua ngày hội đọc sách, ban tổ chức mong muốn tạo dựng thói quen đọc sách và yêu sách cho trẻ em ngay từ nhỏ, cũng như giúp trẻ có một nguồn vốn dồi dào cho việc hình thành và phát triển nhân cách. Tại trường Trung học phổ thông Hưng Yên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn vừa phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu và thi tìm hiểu kiến thức về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nơi học tập làm việc cho đoàn viên thanh niên, học sinh năm 2019. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên và học sinh đã được đại diện của tổ chức ILO giao lưu trao đổi về tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về cách thức làm việc, học tập an toàn và đảm bảo sức khỏe, phòng tránh những chấn thương và bệnh liên quan tới công việc trước khi các em bước chân vào thị trường lao động. Tại chương trình, đại diện của tổ chức ILO cũng đặc biệt nhấn mạnh việc quan tâm đến an toàn và sức khỏe của các em học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Để giúp cho các em đoàn viên thanh niên, học sinh nắm bắt kiến thức và hiểu sâu hơn, chương trình đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng dành cho 100 học sinh đại diện cho 3 khối lớp của trường Trung học phổ thông Hưng Yên với 200 câu hỏi liên quan đến kiến thức về an toàn, sức khỏe lao động. Em Nguyễn Thị Ngọc Hoa, số báo danh 33 đến từ lớp 11A1 đã xuất sắc giành được giải nhất của chương trình.
Mời quý vị và các bạn theo dõi mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quy định về xử phạt người không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đã có hiệu lực hơn một năm. Tuy nhiên, tại huyện Khoái Châu, tình trạng học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra khá phổ biến. Vào giờ tan trường, trên các ngã đường của thị trấn Khoái Châu, không khó để bắt gặp các em học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tại cổng trường trung học phổ thông huyện Khoái Châu có rất nhiều em điều khiển xe đạp điện, xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm hoặc có đội thì không cài quay mũ và xem đây là chuyện bình thường. Bên cạnh đó, các em còn dàn hàng 3, hàng 4 để đi, rất dễ gây nguy hiểm cho chính bản thân và các phương tiện khi tham gia giao thông. Trước tình trạng trên, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Năm 2018, huyện Văn Lâm đã giải tỏa toàn bộ các hộ dựng lều quán lấn chiếm vỉa hè để buôn bán trên tuyến đường tỉnh 385 đoạn qua thị trấn Như Quỳnh, đồng thời đầu tư xây dựng vườn cây nhằm chống tái lấn chiếm, nhưng đến nay các hộ vẫn cố tình vi phạm. Qua ghi nhận, mức độ vi phạm hiện nay còn nghiêm trọng hơn trước khi bị giải tỏa để dựng vườn cây. Nhiều hộ bất chấp nguy hiểm tiếp tục dựng lều quán tạm để buôn bán kinh doanh. Việc làm trên càng khiến cho lòng đường bị thu hẹp, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Ùn tắc giao thông xảy ra tại khu vực trên ngày càng nhiều hơn. Nguyên nhân là do cấp chính quyền cơ sở buông lỏng quản lý nên việc giải tỏa cứ được một thời gian xong lại tái diễn. Để đảm bảo tình trạng trật tự an toàn giao thông, đề nghị huyện Văn Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và cấp chính quyền địa phương cần có giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng trên để các phương tiện đi lại thuận lợi, an toàn. Thời gian gần đây trên các tuyến đường và quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh có rất nhiều xe lôi, xe kéo chở hàng, hoạt động gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh không khó để bắt gặp những chiếc xe ba gác và xe máy thô sơ và chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường. Thực tế, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện này. Gần đây nhất tại huyện Ân Thi cũng đã xảy ra một trường hợp người điều khiển xe mô tô kéo theo xe lôi bị tử vong do mất lái lao xuống cầu. Những chiếc xe lôi, xe kéo chở hàng hóa cồng kềnh trên đường hiện đang trở thành mối hiểm họa khôn lường, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của những người tham gia giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng cần ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hiện nay trên đường tỉnh 378, nhiều hộ dân thường xuyên thả bò ngay sát đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Trên tuyến đường 378 đoạn qua địa phận các huyện Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang, nhiều hộ dân thường xuyên chăn thả bò không có người trông coi, thậm chí nhiều hộ dân còn buộc bò ngay gần cột mốc giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm đến các phương tiện đi lại. Đáng chú ý là đoạn đê thuộc địa phận huyện Khoái Châu, bò thường đột ngột băng qua đường khiến các phương tiện đi lại bị bất ngờ, rất dễ xảy ra tai nạn. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân các xã cần tuyên truyền người dân chăn thả đúng nơi quy định để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.